mẹ không có về đi. Họ có ra nó ngồi cái lò cái lợn còn chưa không? Không biết có nữa. Mẹ có nhớ hôm nào mở hai mai của phone của bố còn hai cái mới tin. Mẹ có quý không nhưng mà? Biết. Chứ không có rồi mẹ hỏi mẹ, mẹ đâu có nấu đâu. Quý không Quân? Có Quân. Không có đi chợ, không có đi có không? Cái đồ kia thích cho ai lấy đá. Cậu lấy cái thôi cái cổ mua cái người vậy. Mình mua mà nó đổ lông nó lại bỏ vậy. Mà tính là trả lại mày bỏ cái gì xếp đâu mất tiền. Mua ba cái mà nay mẹ đi mấy giờ mà nêm mắm rút gì nè. Nhớ mẹ mỗi nơi một cái rồi. Còn lát mai nấu ăn súp với mua xương không? Xương đó phi. Rồi, cho vô. Mở cái cái nào ta? Đó, hành phi. Ba. Tính lại chứ là một cái bột xương nó lên lát mẹ nấu hơi cái súp ăn. Rau cơm, chấm cá, xương nhớ. Mỗi nhét rau xương non. Nhiễm nhiễm nào cái gì chạy? Cái đây là muốn riêu chị Oanh nấu đây. Đó không ba? Nhìn thấy hấp dẫn quá. Chuối rau muống rồi. Bịch trắng trắng. Nãy giờ nha mẹ, mai mẹ nấu sáng mẹ nấu một chút thôi. Nhưng mẹ nấu nhiều nữa, nấu nhiều nước luôn. Em chuối quá. Bé tắm rồi hả? Em chuối quá. Có không ba? Chị xin về anh Duy đón về hả chú anh? Ngon lắm. Cũng riêu. Có rau muống chẻ bắp chuối nè, ăn rất là ngon. Ngon quá. Đồ nó ăn sức. Cái mà mẹ nấu mai cho mẹ. Trời mưa đàn tới bụng ăn ăn chưa quá ngon. Mở cái nồi lên cho để nào. Ôi, chưa hỏi mà mở. Bà mở ơi, bà mở ơi. Bà mở cái gì cho nó mà để cho nào. Bà ơi, bà ơi. Kinh giới nè, đó, chị Oanh nấu ngon lắm. Nhìn hấp dẫn quá. Lấy ra. Tỉnh rồi đó.
ngon quá, nước lèo cũng ngon nữa. Mà nóng hổi luôn. Ra muối chẻ bắp muối bắp chuối bào. Có. Cho lụa Phương, anh bỏ cho lụa cho luôn. Trông nặng quá. Nặng quá anh trời. Nặng quá trời. Em bỏ lưng ghế luôn. Không, em ẩm đâu giờ, em lấy đồ ra, em ẩm đó. Mà ẩm nguyên ngày hả Nhi? Nó hồi ghế trước rồi ra em từng. Ngon quá.